Xin mời đôi vận động viên tiếp theo mang số báo danh 51. Cặp vận động viên tiếp theo đến từ Philippines mang số báo danh 51, Marquez Michael Angelo Lamu và Sabalo Stephanie De Leon. Canzone fatta apposta per me, ma non trovavo le parole, non so bene perché. Una baciata, un benito, un ritmo fatto così, che ti gira per la testa, non ti fa più dormire. Ho chiuso gli occhi, ho pensato alle spiagge laggiù, con la sabbia, il mare, il cielo, quello sempre più blu. Ai ballerini di Caracas, così dentro quei bar, all'armonia dei loro corpi, e allora dai che si va. Baila, il mio cha-cha-cha, baila, del ritmo tropical, baila, non ti puoi fermar, baila. Couple, please move to the kiss and cry area to see your mark. Xin mời đôi vận động viên lưu lại vị trí giữa sàn thi đấu và cùng chờ điểm. Philippines được đánh giá là cường quốc ở bộ môn thể thao dance sport này. Vậy nên họ đều là những đối thủ đáng gờm đối với đội tuyển dance sport Việt Nam. Và số điểm dành cho cặp đôi Philippines là 8,1, 8,4, 8,3, 8,5 và tổng điểm là 33,2. The next couple, number 83.